thưa quý vị nhắc tới chuyển giá thì chúng ta thường nghĩ ngay tới các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi nhưng nhắc tới những hành vi chuyển lãi thành lỗ xuyên quốc gia à, tuy nhiên chuyển giá hiện nay thì cũng đã lan sang các doanh nghiệp ở trong nước Thời báo kinh doanh đã dùng một hình ảnh biếm họa khá thú vị là hình ảnh một ông giám đốc buồn bã vì thua lỗ. À, trong khi đó thì ở ngay phía đằng sau lại có một cánh tay đang âm thầm giấu lãi từ nơi này sang nơi khác và thậm chí cánh tay này còn to hơn cả cánh tay thua lỗ. Hiện chưa có số liệu thống kê đầy đủ đã có bao nhiêu doanh nghiệp nội bị phát hiện chuyển giá trong thời gian qua, nhưng thời báo kinh doanh cũng đã dẫn ra hai cái tên đáng chú ý là Sabeco và Habeco. Hai ông lớn trong ngành bia này vừa bị kiểm toán nhà nước truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt. Sabeco thì truy thu hơn 400 tỷ đồng và Habeco là 920 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp này đã chuyển giá qua việc thành lập các công ty con. Đơn cử với Sabeco, báo Kinh tế và Đô thị lý giải, công ty này đã không bán bia ngay cho người tiêu dùng mà bán qua nhiều công ty con khác do doanh nghiệp này chi phối với mức giá thấp. Sau đó thì bia lại được bán cho các công ty khu vực đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi sau đó mới tới tay người tiêu dùng. Như vậy rất khó để xác định giá ở mốc thời điểm nào trong chuỗi bán hàng của Sabeco để tính thuế. Một chiêu bài chuyển giá khác cũng được kiểm toán nhà nước chỉ ra là do chính sách ưu đãi miễn giảm thuế để thu hút đầu tư vào các địa bàn có sự tranh lệch. Doanh nghiệp có thể lợi dụng chính sách để chuyển lợi nhuận từ nơi không có ưu đãi sang nơi có ưu đãi để hưởng lợi. Hàng chục, thậm chí hàng trăm công ty đã ngang nhiên chuyển giá từ năm này qua năm khác, cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Lúc này, nhiều người đã đặt câu hỏi, vậy trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở đâu? Báo đầu tư đã chỉ ra khá nhiều vướng mắc, đơn cử như cơ quan thuế của nhiều quốc gia có chức năng điều tra thuế, còn tại Việt Nam thì không. Cho nên, trong nhiều trường hợp, dù biết chắc doanh nghiệp chuyển giá thông qua cung cấp dịch vụ kế toán tài chính và tư vấn à, thì cơ quan thuế cũng đành phải bó tay chưa thể làm gì được ngay bởi không thể điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ này có diễn ra hay không giải pháp đã được nhiều chuyên gia đưa ra để kiểm soát tình trạng lỗ giả lãi thật như thế này là phải hoàn thiện khung pháp lý thu hẹp khoảng cách về ưu đại thuế giữa các ngành giữa các địa phương đặc biệt là cần tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế để có được một hệ thống thông tin liên kết tăng hiệu quả hoạt động và phân tích rủi ro xử lý những vi phạm về chuyển giá